Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nghệ thuật Trịnh Bảng. Và các video trước thì Trịnh Bảng cũng đã giới thiệu quý vị rất nhiều cách để làm chú thỏ. Và hôm nay thì Trịnh Bảng sẽ làm một video về chú thỏ có một cái bụng rất là to và tay cầm củ cà rốt để ăn. Thì để làm chú thỏ bằng củ cà rốt thì chúng ta cần 5 quả bóng bay dài, 1 quả bóng bay 2 đầu màu trắng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm. Đầu tiên chúng ta sẽ bơm quả bóng lên trước ra. Rồi. Sau khi bơm quả bóng xong thì chúng ta tiếp tục bơm một quả bóng màu hồng lên để làm tay giữ vào người chú thỏ. Rồi chúng ta làm một bên cánh tay đầu tiên. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm bàn tay này. Các bạn bước cho mình bàn tay. Các bạn vặn một đốt bằng hai ngón tay để làm đủ giữ bàn tay. Rồi tiếp theo thì các bạn làm cẳng tay, bước lại cho mình 7 ngón tay. Các bạn để xuống, bây giờ thì chúng ta sẽ bóp quả bóng màu trắng này ra làm hai phần, một phần là đầu, một phần là bụng. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cần quả bóng màu hồng lên. Các bạn sẽ quấn vòng tay một chút. Thì các bạn sẽ làm cho mình hai nút thắt mỗi nút bằng hai ngón tay để giữ người và giữ đầu. Rồi phần còn lại thì chúng ta làm nốt một bên tay còn lại. Các bạn làm một số hai ngón tay để làm đủ giữ bàn tay. Rồi sau đó chúng ta làm bàn tay. Phần thừa thì các bạn có thể bỏ đi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm củ cà rốt. Các bạn bơm quả bóng lên. Rồi đây là củ cà rốt thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm cái lá. Các bạn sẽ cắt quả bóng màu xanh này này. Thế mà là chúng ta được chủ phải đốt có lá như thế này. Rồi bây giờ các bạn cho chúng nó rồi chúng nó cần chủ đốt này. Tiếp
theo thì chúng ta sẽ làm một cái tai thông thảo. Ở đây tôi sẽ làm cho chú thỏ cái tai màu đỏ.
sau đó thì chúng ta sẽ lấy phần mũi của thỏ. Rồi chúng ta sẽ lấy cái thỏ mồm ra. Còn hai bên cạnh chúng ta lấy dâu. Còn ở đây cùng vào đốt chúng ta sẽ vẽ thêm mấy viền nữa để cho sinh động. Rồi và thưa quý vị và các bạn, với nội dung của video ngày hôm nay thì Trịnh Bảng đã hướng dẫn giới thiệu quý vị cách làm chú thỏ bằng móng bay. Chú thỏ này có bụng rất là to và hai tay cầm cùng vào đốt đưa lên một bát như thế này. Với nội dung của video này quý vị thấy hữu ích thì hãy cùng ủng hộ Trịnh Bảng bằng cách bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ để mọi người cùng xem và đón nhận nhiều video hơn nữa. Và cũng mong muốn quý vị tiếp tục đồng hành cùng Trịnh Bảng trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.